ở Việt Nam không chịu, đi học cái mánh thôi, giống như đi học đàn. Anh dạy cho em đàn cái bài đó được đi. Hỏi nào giờ biết đàn không? Chưa biết. Không miễn sao cứ dạy cái nốt đó đúng cái đàn đường khúc đó 15 giây thôi. Để làm chi? Em bỏ TikTok được rồi. Rồi xong được thôi, tao không dạy mày kiểu đó. À, quay quay cái tay cho gõ gõ đó. Để làm chi? Rốt cuộc là gì? Copy số 1, số 2, số 3, số 4, tức là học cái mánh để được cái thỏa mãn đó thôi, tức là đánh được cái bài đó thôi. Thì tất cả những cái chuyện khác cũng vậy, tức là học cái cách để tồn tại. Thấy gì đi học bằng lái, để làm chi? Ra đường biết luật giao thông, biết lái xe, đèn đỏ, dừng, đèn xanh, đèn này kia. Không, Việt Nam kiếm cái tiền để mua bằng lái xong rồi lên mạng. Ủa cái đó chạy làm sao vậy? Cái chỗ đó làm sao? Cái bản này là bản gì vậy? Hỏi đúng cái đó thôi. Cái bản đó rồi là hết. Giống như cái người miền Bắc á, anh thế mới ngon là nhất. Mà tôi ghét mấy thằng đó nhất. Mày chưa ăn chỗ khác, mày hôn của mày ngon trước rồi. Mày ngon tao đéo ăn. Tôi ghét mấy thằng bảo thủ đó luôn. Thấy không? Nghe hay là ở trong miền Nam cũng như có nhiều thằng. Chỗ của em là nhất không đâu bằng á, nhất con khỉ mốc nhất để mua. Nghe cái là không mua. Đồ mày có ngon tao cũng mua. Tôi ghét mấy thằng đó lắm. Ghét mày để cho mày thức tỉnh, để cho mày biết được tư duy. Giống như nhiều thằng đấy, mình là số một con khỉ mốc. Rồi mày ăn được bao nhiêu loại tỏi? Giống như có một lần có thằng kia viết trên Facebook gì? Tỏi Lý Sơn số 1. Mẹ mày giống Nguyễn Minh Chiết quá. Rồi mày chắc cuộc đời mày không đi ra khỏi cái đảo đó. Rồi mày đi bao nhiêu cái vùng trồng tỏi khắp nơi trên thế giới để mày ăn được bao nhiêu loại tỏi, mày hô cái đó là số 1. Nói ngon, hợp khẩu vị với người Việt Nam thì đúng. Mẹ giống như mày ăn mắm, mày hô mắm nó ngon lắm. Mẹ mày tay nó hửi nó nói mẹ giống cứt. Giống mùi xác chết. Thiệt. Mấy thằng Tây mày nó chưa ăn mắm tôm hửi vô nó mẹ giống mùi xác chết quá. Oh man. Phải biết đón nhận cái mới. Rồi bây giờ mày lỡ mày đi nước ngoài, mẹ mày không có cái rau đó rồi mày ăn cái gì? Phải có cái rau đó mới ngon. Bây giờ không có, mày ăn mày có chết không? Không chết. Không chết tại sao mày không ăn? Tại vì mày quá bảo thủ, giống con mẹ vậy đó. Mày ở đâu ra? Mày đi giữa trời Tây mày kiếm đâu ra tương cự đà cho mày? Mày kiếm đâu ra mẹ cà cuốn cho mày? Ở đâu có?